Hello, xin chào các bạn. Video này chủ yếu là mình muốn chia sẻ ngắn gọn với các bạn về cái chai Creed Aventus. Thì chủ yếu là mình cảnh báo với các bạn là khi mà các bạn mua Creed Aventus á, thì các bạn nên cẩn thận. Tại vì hôm bữa các bạn kia gửi cho mình cái chai Creed Aventus mà có bao ni lông. Thì mình mua Creed Aventus 2 năm nay, từ năm 2017 tới giờ mình chưa có thấy cái chai Creed này nó có bao ni lông hết á. Thì bạn ấy tranh cãi với mình là mấy cái batch sau này á là nó có bao ni lông. Thì cái batch của bạn đó là 19P phở đó, 21. Thì bạn ấy nói bắt đầu từ P21 trở đi á là có bao ni lông. Mình nói ok, rồi được rồi, đợi đi. Xong cái bữa nay, cách đây mấy bữa cái mình đi mall thì mình chụp được cái batch của Creed Aventus. Cái nó 19S01 với S21. Các bạn, theo như các bạn nói á, thì cái P với lại cái S, cái nào đứng trước cái nào? Thì cái S á, nó không có bao ni lông. Mà tại sao cái P nó có bao ni lông? Thì bạn ấy nói là những cái sau này nó có bao ni lông. Thì nếu mà đúng như bạn ấy nói thì từ cái P trở đi thì phải có bao ni lông đúng không? Tại sao cái P nó đứng trước cái S mà cái P có bao ni lông mà cái S không có bao ni lông? Thì mình chỉ muốn chia sẻ vui vậy thôi, mình mắc cười quá. Thì nói chung á là các bạn mua ở đâu thì cái đó là chuyện của các bạn thôi. Nhưng mà ý là mình muốn chứng minh với các bạn á, đó là chỗ gần mình á, store chính gốc, hàng chính hãng, Creed Aventus 100ml 435 đô, thì không có bao ni lông. Thì hiện tại đang có là S01 với lại 19S01 với lại 19S21. Còn những bạn nào mà có mua mà Creed mà có bao ni lông á, thì mình dám cá với các bạn á là mấy cái chai đó mấy bạn ấy không phải mua trong store. còn mấy bạn ấy muốn chứng minh là mua store thì các bạn cứ việc hỏi họ có hóa đơn hay không là biết liền à. Đó, thì cá nhân mình á thì giống như mình đi hết cửa hàng này tới hết cửa hàng kia rồi và mình không có thấy cái chai Creed này nó có bao ni lông hết á. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.